Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 180 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn bản Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 180 của bộ truyện này. Chương 885 Cựu tử nhất sinh Người dịch độc hành Định phong ba Thẩm lạc quát nhẹ một tiếng Trên minh châu thủy lam đột nhiên sáng lên quang mang một cỗ lực cơm chế cường đại không gì sánh được trong nháy mắt từ trên đó phát tán tỷ thử phát hiện ra dùi nhọn trong tay mình cách tim thẩm lạc hơn ly thì ngừng mà thân thể của y cũng bị giam cầm ngay tại chỗ chỉ có một đôi mắt vẫn nhúc nhích không thôi thẩm lạc lùi về sau một bước ngón tay ung dung đẩy dùi nhọn qua bên cạnh không gian xung quanh bị giam cầm lần nữa hoạt động trở lại dùi nhọn trong tay của tí thử sượt qua góc áo bên người hắn đâm vào không trung. Mà Hoàng Kim Thằng cũng không thất bại, trực tiếp quấn chặt thân thể của tí thử, trói buộc hắn ta. Thẩm lạc không chút do dự, Hoàng Đình Kinh vận chuyển đến cực hạn, quanh thân phát ra trận trận kim quang. Hư ảnh long tượng liên tiếp bay ra, nhào nhào hóa thành quang mang ngưng thực, tràn vào trong trấn hải tấn thiết côn. Chết cho ta! Thẩm lạc quát, trấn Hải tấn thiết côn đại phóng quan mang đập xuống tí thử. Tí thử cảm nhận được cổ khí tức kinh người, căn bản không thể tin, đây là lực lượng do tu sĩ chân tiên kỳ bộc phát. Thìn Long cứu ta, cứu ta! Hắn bất chấp, kinh hoàng kêu lên. Ngay lúc hắn há miệng kêu cứu, thân ảnh của mã tu tú đã sớm biến mất tại chỗ, đột ngột xuất hiện sau lưng của thẩm lạc. Một tay nàng tay nhô ra, lại không huyện hóa bất luận hư quan gì, bàn tay nàng trực tiếp hiện ra chân thân vuốt rồng năm ngón tay sắc bén như câu đâm tới tim của thẩm lạc thẩm lạc chỉ nhích thân thể qua bên cạnh một chút cũng không lựa chọn hoàn toàn né tránh tay vùng trấn hải tấn thiết côn cũng không mảy may dừng đúng là lấy tư thế gần như đổi mệnh cô chấp nền xuống tí thử lần này không chỉ tí thử ngây ngẩn khắp người mà ngay trong mắt của mã tu tú cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên về phần Tiểu Ngọc và Ngọc Hồ Tộc Nhân đều không nhịn được kêu lên. Thẩm đại ca! Đường theo một tiếng gào thét, một đạo huyết quang từ ngực của thẩm lạc xuyên qua. Cảnh tay mã tu tú như long trảo, xuyên thấu qua hậu tâm của thẩm lạc, đâm xuyên ra trước ngực hắn. Giữa năm ngón tay còn đang nắm non nửa trái tim máu me đầm đìa. Mà gần như đồng thời, một tiếng nổ đùng vang lên trước người thẩm lạc. Trấn Hải Tân Thiết Côn không thu lực chút nào đập vào đầu lâu của tí thử, lập tức hóa thành một cổ lực lượng cuồng bạo nổ bể ra, xé nát nhục thân và thần hồn tí thử thành từng mảnh nhỏ. Mọi người tại đây đều bị một màn trước mắt làm sợ cho ngây người. Ai cũng không ngờ thẩm lạc vậy mà làm thật, cứ như vậy đổi mệnh cùng tí thử. Khuôn mặt của mã tu tú dưới mặt nạ cũng có chút cứng ngắc. Khi thẩm lạc xuất hiện lần nữa trước mặt nàng nàng từng không chỉ một lần tưởng tượng cảnh giết chết hắn. Nhưng khi một màn này thật sự xảy ra, nàng lại cảm thấy trong đầu đột nhiên trống rỗng. Mã Tu Tú mở mịt thu hồi thủ trưởng, mặc cho thân thể của thẩm lạc từ cánh tay nàng phía trước chậm rãi trượt xuống, ngã trên mặt đất. Đúng lúc này trên bầu trời gầm lên tiếng hét giận dữ, rung khắp thiên khung. Người mà vương liếc nhìn một màn thẩm lạc chiến tử bên dưới thân hình như thiên thạch từ trên không trung giáng xuống. Mã Tu Tú thấy thế tới của hắn ta hùng mảnh, không dám đối cứng. Trong nháy mắt, ngư mà Vương rơi xuống thì đã chạy trốn ra trăm trượng, kéo dài khoảng cách. Trong nháy mắt người mà Vương rơi, từ phía sau rút ra quạt ba tiêu, đột nhiên đập tới Mã Tu Tú. Giữ thiên địa lập tức biến sắc, hư không bắt đầu kịch liệt rung động. Từng luồng từng luồng phong trụ, tiếp thiên trống rỗng hiện hiện ra. Mãnh liệt mình mông quay cuồng cuốn tới mã tu tú bên trên đại địa dâng lên một bức tường các bụi to lớn xoắn nát nhành cây tàn thụ đầy đất quét sạch qua tích lôi sơn tự như da bị người ta lột những nơi đi qua là một mảnh hỗn độn mã tu tú bị cuồng phong cuốn một cái thân hình không thể nào vững chắc thân thể không tự chủ được bay vào không trung xoay vòng mấy cái mây thoáng ổn định nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi bị thổi bay ra xa trong núi rừng, các lộ yêu ma cũng bị cuồng phong tác động. Đà lượng khôi lâu, quỷ binh, thể trạng yêu đuối đều nhau nhau bị do lốc xé nát, trực tiếp hóa thành bột mịn. Về phần các yêu vật còn sót lại, đương nhiên không thể nào ngăn được bị thổi lên không trung Thấy đồng đảo yêu ma bị cuồng phong thổi đến liên tục bại lui. Trên bầu trời lại có một bóng người đập xuống, lù lù bất động đứng trước chúng yêu ma, ngăn trở cuồng phong cuồng cuộn thân hình người này khôi ngô, người khoác cốt giáp, chính là cửu minh lúc trước đã giao chiến cùng với ngưu ma vương. Chỉ thấy trong tay y giơ lên một tử kim hồ lô, thân hồ lô tỏa ra thất thải quang mang, miệng hồ lô treo một viên đan dược màu vàng lớn chừng quả nhãn, bên trên lại tản ra trận trận vần sáng màu vàng mãnh liệt, giống như thủy triều nhộn nhạo lên từng tầng. Mỗi một tầng vần sáng phất ra bốn phía, gió lốc cuộn bạo mang đến ảnh hưởng, liền bị tiêu trừ đi một phần. Theo tầng tầng vần sáng không ngừng dập dần, quạt ba tiêu vùng vẫy ra gió lốc, liền bị từng chút từng chút lắng xuống. Bốn phía không còn bất kỳ gần sóng nào, cho đến khi khôi phục bình tĩnh. Sắc mặt của ngưu ma vương gắt gao, nhìn chăm chăm tử kim hội lô cùng viên đan dược màu vàng trong tay của cửu minh vẻ phẫn nộ trong mắt càng thêm mãnh liệt đó là định phong châu trong truyền thuyết sao? Lúc này một thanh âm đột nhiên từ sau hắn vang lên. Không sai. Người mà vườn vừa mới nói, đột nhiên cảm thấy có điều không đúng, liền quay đầu nhìn, lập tức mừng rỡ. Ồ, thẩm đạo hữu, người không sao à? Thiếu chút nữa bị đánh cho xuyên tim, may là bị lệch một phần. Thẩm lạc vuốt vuốt ngực mình, nghĩ mà sợ nói. Lời này đương nhiên không hoàn toàn thật. Vừa rồi, một kích của mã tu tú xác thực đánh xuyên qua tim hắn. Bất quá không quấy nát mà thôi. Đối với tu sĩ bình thường đã chết đến không thể chết lại. Còn hắn thì dựa vào đại khai bác thuật mới chữa trị thương thế trí mệnh nhất này. Thẩm huynh đệ, vận khí đúng là không tệ. Hôm nay, nếu có thể trốn được một mạng, ngày sau tất có hậu phúc. Người mà vừa nghe xong cũng không nhịn được nói ra. Chỉ là nói xong, ánh mắt của hắn bỗng trở nên càng thêm nặng nề. Sao không sử dụng đồn thuật? mang mọi người thoát ra ngoài. Lần mày của thẩm lạc nhíu truyền âm hỏi. Không dễ dàng như vậy, lần này yêu ma tấn công đã chuẩn bị thập phần toàn diện rồi. Không chỉ cử mình tự dẫn đội, mà trước khi tấn công còn bày ra phong thiên đại trận, phòng cấm toàn bộ tích lôi sơn. Người ma vương giải thích. Thẩm lạc ngửa đầu nhìn lên thiên khung, lúc này mới phát hiện thượng thiên dường như không khác bình thường. Nhưng đám mây trên nhưng mà đám mây treo trên bầu trời kia lại tự như bị đắm đinh trong hư không không có nửa điểm dấu hiệu chuyển động nhiều người như vậy muốn toàn thân trở ra đã là điều không thể thẩm đạo hữu một hồi ta sẽ thử phá phong cấm màn trời người cố gắng mang theo ngọc diện trốn chạy ra nơi đây ta đã thiếu nàng một đời không thể để nàng chết thêm một lần nữa người mạng vương truyền âm nói thẩm lạc nghe thì hai hốc miệng nhưng không biết nên nói điều gì. Xin đa tạ. Ngưu Ma Vương nói lời cảm tạ, một bước phóng tới trước. Chỉ thấy quang mang xen quanh thân hắn đột nhiên sáng, thân thể lắc một cái, bắt đầu cực tốc phồng to. Trong thoáng qua đã hóa thành một cự nhân hùng vĩ cao tới trăm trượng. Tay hắn nắm một cây hỗn thiết côn to lớn, gào thét luân chuyển, muốn đâm tới màn trời trên không. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nguy nga cũng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cử Minh vậy mà cũng hóa ra thân cao trăm trượng, nắm trong tay một thanh phá phách phủ, hùng hăng tung bổ xuống hỗn thiết côn của ngư ma vương. Trường 886 Lục Nhĩ Mi Hầu Theo một tiếng kim loại giao kích vô cùng to lớn vàng, cử phủ chém xuống đầu hỗn thiết côn, bắn ra một mảnh hỏa tinh màu vàng. Hai cổ lực lượng hùng hậu không gì sánh được, kịch liệt va chạm, lập tức nổ tung ra một vòng khí lãng to lớn, đánh thẳng vào bốn phía hư không, khuếch tán ra chung quanh. Một cổ gió lốc cuồng bạo thổi đến, thân hình thẩm lạc, bỗng nhiên lão đảo, cờ hồ đứng vững không được. Hắn vội vàng vận chuyển hoàng đình kinh, lấy lòng tượng lực chống đỡ, mới miễn cưỡng che lại bọn tiểu ngọc sau lưng. Nhìn hai thân ảnh to lớn ngư ma vương cùng cửu minh phía trước, trong lòng của hắn không khỏi rung động. Cho dù là tu sĩ thái ất, cũng có phần chi mạnh yếu. Hai người trước mắt không thể nghi ngờ chính là cường giả thay ức đỉnh tim. Đúng lúc này, ngưu ma vương bỗng nhiên quát lớn, quanh thân bắt đầu sáng lên từng vòng từng vòng vần sáng màu đen. Trong hai mắt cũng nổi lên màu đỏ như máu, quanh thân bốc lên hơi nước, bay lên trận trận vũ khí màu trắng. Xương cốt của hắn rung động đồn đốt, hỗn thiết côn vốn bị cửu mình áp chế đột nhiên bạo khởi một cổ lực đạo cường đại không gì sánh được phóng lên tầng trời, trực tiếp đẩy cự phủ của cửu minh ra đâm thẳng tới màn trời. Hỗn thiết côn khuấy động thiên địa nguyên khí, phát ra từng tầng từng tầng xích hồng quang mang, chiếu rọi phiến thiên vân hư giả một mảnh huyết hồng, giờ ráng chiều, hỏa thiêu, phủ kín toàn bộ màn trời. Giờ khắc này đại lực ngưu ma vương đã hiện rõ tên tuổi. Thẩm lạc quay sang, nhìn thoáng qua đám người sau lưng, trong lòng do dự một chút, lông mày nhăn thành một cục. Bất quá hắn rất nhanh, liền quyết đoán, rốt cuộc vẫn không thể nào cứ như vậy, từ bỏ những người khác, chỉ đem ngọc diện công chúa thoát đi. Cổ tay của thẩm lạc chuyển một cái, Hoàng Kim Thằng lập tức từ trong tay áo nhô ra, Quần lấy hơn 10 người sau lưng thành sâu chuỗi. Trên hai tay, truyền ra một trận cảm giác nóng rực, sắp thi triển chân xí thiên lý động thuật. Nhưng ngay lúc này, trong trời cao, nảy sinh dị biến. Chỉ thấy thiên vân bị thiêu đốt, bị phong thiên đại trận giam cầm, liền bị một côn của ngư ma vương đâm xuyên. Một bóng người đột ngột xuất hiện phía sau hắn. Người này thân hình còng xuống, hình thể gầy gò, vóc người so với ngư ma vương giống như sơn nhạc cùng ngoan thạch. Nhưng trên thân lại phát ra yêu lực khủng bố, làm cho trong lòng của thẩm lạc phải hoảng hốt. Hắn vừa định há miệng nhắc nhở, đột nhiên cảm thấy thân ảnh kia có chút quen thuộc trên thân nó tuy cái áo giáp che đậy thân thể nhưng mà những chỗ trần trụi lại mọc ra đầy lông tóc tay chân vừa rộng vừa dài nhìn xem rõ ràng không phải là nhân tộc mà là loài khỉ tề thiên đại thánh trong lòng của thẩm lạc không khỏi kêu lên nhưng tiếp theo một cái chớp mắt đã thấy yêu hầu cầm một thanh trường mâu đen kịt ý cười đầy mặt đâm vào sống lưng của ngưu ma vương một kích này không phải từ sau xuyên qua phía trước mà là từ trên xuống dưới dọc theo cột sống của ngưu ma vương ngưu ma vương phát ra một tiếng hét lớn miệng vết thương sau lưng có vô số sương mù màu đen bốc lên vùng khí thế đã sắp phá thiên lập tức dựng một chút cả người trở nên hồi bại chỉ chốc lát sau tự như hăng tán đi khí lực toàn thân thân hình bắt đầu nhanh chóng rút về rất nhanh khôi phục lại bộ dáng bình thường mà trường mâu đâm vào cuộc sống theo thân thể của hắn từ từ nhỏ dần, bị ép ra ngoài từng chút một. Yêu hầu kia đi ra phía trước, đưa tay nhặt lên trường mâu ưỡn một cái, đưa đến cổ họng của ngư ma vương, nhách miệng lộ ra răng nanh trắng héo. Lão ngư, đã lâu không gặp. Toàn thân ngưu ma vương vẫn còn run rẩy, hỗn thiết côn cũng rơi vào bên cạnh, hắn siết chặt nắm đấm, đánh giá yêu hầu kia vài lần, lập tức nở nụ cười người cười cái gì yêu hầu thấy ngưu ma vương cười lộ ra mỉa mai thì lên tiếng hỏi đã qua bao nhiêu năm lục nhĩ mi hầu người vẫn không có tiền đồ ý cười của ngưu ma vương không giảm yêu hầu nghe thần sắc khẽ biến trên mặt lập tức hiện ra nét dữ tợn ta mặc dù cùng con khỉ kia không có hợp nhau nhưng thực tình không nhìn trúng ngươi làm sao ngươi bây giờ đã nhập ma đạo còn muốn học hắn ư? Nếu thật muốn học hắn ta, làm sao cũng nên học ra đấu chiến thắng Phật đi. Người Ma Vương tiếp tục giễu cợt. Học hắn ư? Sú hầu tử kia đã không biết một nát trong cái xó nào, ta làm sao mà phải học hắn chứ? Lục Nhĩ Mi hầu ngửa đầu nhìn bầu trời, nét phẫn nộ trên mặt dần dần biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Người Ma Vương thấy như vậy, trong mắt cũng hiện ra nét ngạc nhiên. Làm sao? Bất ngờ ư Ta cũng đã sớm không phải bông dáng của con khỉ kia rồi Sao là bị ngươi chọc giận được Lục nhĩ mì hầu nhíu mày Lại vừa cười vừa nói Nghe nói Mà tộc phục sinh ngươi xong Ngươi liền gia nhập trong đó Làm cái gì cậu thí 12 tuần giả Chỉ bằng điểm này thôi Ngươi cũng không làm được bông dáng của con khỉ kia người Ma Vương phun một ngụm máu tươi, rồi cười lạnh nói. Đừng có cố chọc giận ta, đối với người cũng không có chỗ tốt. Ánh mắt của Lục Nhĩ Mi hầu lạnh dần, Ngư Ma Vương lại ra vẻ hồn nhiên vô tình. Ta biết người không sợ chết, bất quá dù là ngươi cũng có người để quan tâm. Lục Nhĩ Mi hầu nói ngẩng đầu nhìn Hồng Hải Nhi đang giao chiến, lạnh liếc mắt nhìn ngọc diện công chúa được thẩm lạc bảo hộ sau lưng. Người muốn làm gì cứ nhầm vào ta, dùng tính mệnh người khác áp chế ta sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi thôi. Ngư Ma vườn nói, ta cũng không muốn làm chuyện nhục phụ nữ trẻ em. Người ngoan ngoãn giao ra thiên sách, ta chỉ ít có thể cam đoan hai người bọn hắn còn sống sót rồi đây. Lục Nhĩ Mi Hầu nói, sống hay không sống, sợ rằng không phải người có thể quyết định được đâu. Lúc này thanh âm của cửu minh bỗng nhiên truyền đến. Lục nhĩ mi hầu nghe, lông mày nhíu lại nhìn về y, trong mắt là nhiều hơn một phần sắc ý. Đừng quên, lần này tiên đánh tích lôi sơn, người chủ sự là ta, người chỉ là người hỗ trợ thôi. Cửu Minh cười lạnh một tiếng không tranh né chút nào đối mặt với lục nhĩ mi hầu. Lục nhĩ mi hầu nghe trong mắt ẩn giận không phát, có vẻ hơi do dự. Bất quá rất nhanh, gã thu tay, thu hồi trường mâu đang dí vào cổ của ngư ma vương trực tiếp rời đi. Cửu Minh thấy như vậy nhắm mắt trên mặt dần hiện ra một vòng tức giận. Trước mắt ngư ma vương đã bị thương nặng, có lục nhĩ mì hậu bên cạnh hay không cũng không còn quan trọng. Chuyện phía sau, một mình y xử lý là được rồi. Trước đó, một mực lôi kéo ngươi. Giờ ngươi tâm cao khí ngạo, chứng mắt ma tộc chúng ta. Hiện tại thì sao, có lời gì mà nói không? Y chậm rãi, đi đến trước người ngư ma vương mở miệng hỏi. Dựa vào lục nhĩ mì hầu đánh lén mới có thể thủ thắng ta có gì để nói với người người ma vương hỏi ngược thắng thì làm vua thu thì làm giặc đây là đạo lý trắc lộc chiến năm xưa dạy cho chúng ta chẳng lẽ ngươi còn không biết cửu minh lại mảy may không thèm để ý nói bớt nhiều lời đi muốn động thủ thì cứ tới thiền sách ta sẽ không giao cho ngươi người ma vương cười lạnh nói gấp làm gì cho dù muốn giết ngươi cũng sẽ là kẻ cuối cùng chết đi những yêu tộc hồ tộc đi theo người, từng tên sẽ chết trước mắt người. Cửu Minh cười nói, nói rồi y đưa tay cách không một trảo. Một nữ tử hồ tộc bên cạnh ngọc diện công chúa bị một cổ lực lượng vô hình kéo đến, trong nháy mắt bay vào tay của Cửu Minh. Y bóp lấy cổ của nữ tử này, tiện tay nhẹ nhàng vặn một cái, liền bẻ gãy cổ nữ tử này, như đang thị uy, ném vào trước người ngưu ma vương. chương 887, hung hãn không sợ chết. Khoe mắt Ngưu ma vương khẽ nhăn, biết y cô ý bắt người bên cạnh ngọc diện, nhưng mà không nói gì. Cửu Minh cũng không nóng nảy, lần nữa tiện tay trảo một cái, lại hút một người vào trong tay, giết chết như trước, đem tới bên cạnh Ngưu ma vương. Đừng có uổng công phí sức, Ngưu ma vương thản nhiên nói. Ta đã nói rồi không cần gấp, chúng ta cứ từ từ thôi. Cửu Minh không thèm để ý, ê đưa tay hư không một trảo đột nhiên chụp lấy tiểu ngọc nốc sau lưng ngọc diện công chúa lập tức nàng cảm thấy một cỗ lực lượng khó mà chống cự đánh đến trong miệng kinh hô một tiếng thân thể bị hút qua đúng lúc này một đạo cô nảnh màu vàng bỗng nhiên từ giữa không trung đập xuống ở bên trong tản mắt ra ba động pháp lực cường đại đánh gãy cổ lực đạo kia cùng lúc này thân ảnh của thẩm lạc lướt ngang ra ngăn trước người tiểu ngọc thẩm đại ca tiểu ngọc tràn đầy kinh hoàng lẩm bẩm nói thẩm lạc không quay lại nhìn nàng chỉ gắt gao nhìn chăm chăm cửu minh phía trước không dám phân thần lúc này còn muốn chết sao à là một tên nhân tộc cửu minh thấy rõ hình dáng của thẩm lạc thì kinh ngạc nói thẩm lạc trong lòng gấp gáp do dự có nên dùng thiên sách hay không một khi mượn lực lượng thiên sách chưa hẳn có thể ngăn được người này công kích, còn có thể biến mình thành cái đinh trong mắt của ma tộc. Lần này cho dù có thể may mắn đào thoát, tình cảnh ngày sau cũng nhất định càng thêm gian nan. Cửu Minh thấy thẩm lạc không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chăm chăm mình, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Y cảm thấy thần tình kia tự như con mồi đang nhìn chồng chọc, chọc mũi tên trong tay thợ săn. Chỉ cần mình đủ chăm chú là sẽ có cơ hội đào mệnh bò ngựa đấu xe, hùng hãn không sợ chết. Cử mình diễu cợt, nhất trưởng chộp đến thẩm lạc. Thẩm lạc lập tức cảm thấy, quanh thân, bị một cổ lực lượng cường đại khóa chặt. Tiếp theo, thân thể nghiêng một chút, bay về phía cửu mình. Tiểu Ngọc sau lưng chụp lấy thẩm lạc, nhưng chụp vào hư không nên ngã sấp xuống dưới. Lúc thẩm lạc sắp bay đến phụ cận, một đào hoàng quang màu vàng từ trong tay áo đột ngột nhô ra thuần theo cổ hấp lực cường đại kia bắn thẳng đến trong nháy mắt đã tới trước cửu minh quấn theo cánh tay y hoàng kim thẳng trong mắt của cửu minh lóe lên vẻ ngạc nhiên cánh tay đột nhiên chấn động một cổ kình khí vô hình trong nháy mắt từ trên cánh tay chấn động ra làm ống tay áo của hắn phồng lên hoàng kim thẳng quấn lên còn chưa kịp trói buộc đã bị nguồn lực lượng này đẩy ra Cùng lúc này thẩm lạc thời dịp cổ hấp lực kia hơi giảm lập tức về một tấm đồn địa phù, về một tiếng chui vào lòng đất biến mất không thấy. Cử mình nắm lấy hoàng kim thằng, lúc này bị phát hiện thẩm lạc đã bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, lông mày y không khỏi nhíu lên một chút, vừa cười vừa nói: "Cho người cơ hội chạy trốn, thì nên trốn cho sạch một chút đi. Người lại tìm ẩn ở một nơi bí mật gần đó, không phải là muốn chết sao?" Nói rồi y đột nhiên nâng lên một cước Dẫm lên mặt đất. Đường theo một tiếng vang thật lớn, cả vùng đại địa chấn động kịch liệt. Từng khe đảnh dài đặc từ trên mặt đất nứt toát. Một bóng người từ trong khe nứt lớn nhất đột nhiên bay ra, thình lình chính là thẩm lạc. Không đợi hắn rơi xuống đất, cửu minh lần nữa ra tay, một chưởng vỗ xuống hắn. Nhưng giờ phút này, người ma vương một mực ngã xuống, bỗng nhiên toàn thân bốc lên huyết quang, thân hình bào khởi, dùng đôi sừng cong trên đỉnh đầu đâm tới cửu minh sau lưng hắn trong hư không thình lình hiện ra một hư ảnh trâu đen khổng lồ hung hăng va chạm về cửu minh ầm một tiếng cửu minh bị cổ lực đạo cường đại này va chạm thân thể không tự chủ được lão đảo một cái kém chút nữa thì té mà thẩm lạc vừa rồi bị y ép ra mặt đất cũng không thừa cơ đánh tới mà chẳng biết từ khi nào đã thu hồi trấn hải tấn thiết côn hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn ngửa đầu nhìn lên không trung tạm tình diệt ma rơi hai mắt của thẩm lạc sáng lên một đạo thần thái hai tay đột nhiên kéo xuống dưới cao giọng quát hắn vừa nói xong trong tinh hà xa xôi từ hồ có một cổ lực lượng tối tăm dẫn dắt ngôi sao lùi chuyển quang mang rạng rỡ ngay sau đó chỗ sâu trên bầu trời bị phong thiên đại trận phong tỏa bỗng nhiên sáng lên tia sáng chói mắt ba ngôi sao màu vàng to lớn vô cùng đột phá hư không hạ xuống chiếu rọi toàn bộ tích lôi sơn thành một mảnh sáng như tuyết. Quỷ tích của chúng rơi xuống kéo theo bà đạo kim diễm quan ngấn thật dài, sáng chói không gì sánh được. Khác với lúc trước, lần này không phải là ba ngôi sao dần dần rơi, mà ba ngôi sao cùng tiếng đồng loạt giáng xuống bên này. Lúc tới gần phong thiên đại trận, ba ngôi sao cùng kết giới đại trận phát sinh ma sát kịch liệt. Ánh sáng trên đó sáng lên, bạo tăng gấp đôi. Từ quang mang kim hoàng biến thành quang huy nóng sáng tiếng vang ầm ầm như muốn phá vỡ màn nhĩ khiến cho người nghe cảm thấy như thiên khung sụp đổ đám người giao chiến bên dưới không khỏi nhao nhao dừng tay ngửa đầu nhìn lên không trung Cửu minh ngửa đầu nhìn thoáng qua màn trời sau đó ánh mắt rơi trên người của thẩm lạc có chút ngạc nhiên nói tiểu tử nhân tộc người là còn biết thần thông tam tinh diệt ma vậy không thể nào để cho người sống tiếp nói rồi y sải bước ra thẳng đến thẩm lạc Thẩm Lạc không dám ngạnh kháng, bồi vàng thi triển tàn nguyệt bộ đánh ra. Cùng lúc này, hắn lấy ra trấn hại tân tiết côn bảo hộ bên người. Nhưng thân hình của hắn vừa mới di động, cử mình đã đến ngay trước người một quyền đập xuống ngực hắn. Thẩm Lạc căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể lấy tay ngăn trước người. Chỉ nghe một tiếng két, cánh tay Thẩm Lạc ứng thanh đứt gãy, thân thể cũng bị cựu lực này đánh bay ra sau. Hắn vốn tính đứng lên, trong nháy mắt Cửu Minh đã đến trước người, nâng lên một cước, trùng điệp, dẫm lên ngực hắn. Trong khoảnh khắc này, thẩm lạc đã vận khởi công pháp Hoàng Đình Kinh để chống cự, nhưng chỗ ngực vẫn truyền đến một tiếng vang giòn, trực tiếp hạ xuống một cái hố sâu. Đau đớn giống như thủy triều cuốn đến, cho dù thẩm lạc cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Đúng lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh to lớn, một ngôi sao va chạm cùng phong thiên đại trận, tiêu hao đại lượng lực lượng trực tiếp vỡ nát. Kịch liệt bạo tạc trùng kích, làm cho phong thiên đại trận nổ tung ra một vết rách. Mặt khác, hai ngôi sao kia kéo theo, đuôi lửa màu vàng rốt cuộc giáng xuống. Trong nháy mắt đột phá phong tỏa đại trận, hai ngôi sao màu vàng rốt cuộc khóa chặt cửu mình, rơi thẳng xuống y. Cửu Minh trao mày một cước đá bay thẩm lạc, hai chân đột nhiên dẫm lên mặt đất một cái, nâng lên một quyền đập tới hai ngôi sao trên bầu trời. Một đạo quyền ảnh màu vàng bay lên không, đón gió căng phồng lên gấp trăm lần, đập vào một ngôi sao trong đó. Ngôi sao màu vàng ầm vang chấn động, kim diễm mặt ngoài tăng vọt gấp đôi, thể hạ xuống dừng một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục rơi xuống. Cửu Minh thấy như vậy, trong mắt lóe lên ngạc nhiên, trên thân lóe lên quang mang, cơ bắp xương cốt bắt đầu tăng vọt, rất nhanh hóa thành một cự nhân cao hơn 10 trượng. Hai bàn tay dơ lên cao, đón đỡ hai ngôi sao màu vàng. Hai tiếng nổ kịch liệt truyền đến, cử minh vậy mà lấy thế nâng bầu trời, một trái một phải dơ lên hai ngôi sao màu vàng. Chỉ là hai đầu gối của y hơi gấp, cánh tay rung rẩy hiển nhiên, chịu lực không nhẹ. Chương 888 Bảo hổ lột da tiếng gió đại tác vù vù. Hai ngôi sao như hai đoàn thiên hỏa không ngừng thiêu đốt trong lòng bàn tay của cửu Minh. Trận trận lực lượng diệt không, không ngừng ép xuống, rốt cuộc ép cho thân hình của y thấp hơn một phần. Hai tiếng nổ đùng gần như đồng thời vang. Hai ngôi sao diệt ma rốt cuộc bị hao hết lực lượng cuối cùng, ầm vang vỡ nát. Cửu Minh bị cổ lực lượng này cuồng bạo, chấn động, làm lão đảo lùi lại hai bước, nhưng lập tức đứng vững thân hình. Chúc uy năng của tam tinh diệt ma so với năm xưa bồ đề lão tổ thị triển đơn giản khác nhau một trời một vực y nhìn thoáng qua hai tay huyết hồng bị thiêu đốt sau đó nhìn về thẩm lạc trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai một khắc này nụ cười khinh thị trên mặt y in dấu thật sâu trong lòng của thẩm lạc đối mặt cường giả như cửu minh rốt cuộc thẩm lạc vẫn quá mức nhỏ yếu ngưu ma vương sự kiên nhẫn của ta đã bị tiểu tử nhân tộc này làm cho hao hết. Người nếu không chịu ra, người nếu không chịu giao ra thiên sách, ta cũng không giết từng tên. Lần này ta giết sạch bọn chúng. Ánh mắt của cửu minh âm lãnh, chậm rãi nói. Nói rồi một bàn tay y chậm rãi giận lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện lôi điện màu đỏ sậm, giao thoa tại đầu ngón tay, phích lịch rung động. Từ đó tản mắt ra một cổ uy áp đáng sợ. Chỉ thấy ngón tay y chà một cái, một đạo lôi điện màu đỏ bắn ra, hóa thành một vệt ánh sáng đánh vào bụng dưới của thẩm lạc. Phần bụng thẩm lạc lập tức bị lôi điện vỡ ra một vết rách, da thịt bị cháy, nhìn thấy mà giật mình. Thấy mặt mũi thẩm lạc tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất, trong mắt của cửu minh tràn đầy đắc ý, đầu ngón tay lại chà một cái, điện quang lập tức tùy ý nhảy lên trong lòng bàn tay. Dừng tay! Thiền sách ta cho ngươi! Tất cả hậu quả ta gánh chịu! buông tha cho những người khác đi. Ngưu Ma Vương cắn răng nói. Người nếu nói sớm một chút, có lẽ ta sẽ đồng ý. Nhưng mà bây giờ, trừ thiên sách, ta còn muốn tiểu tử kia. Cửu Minh đưa tay chỉ thẩm lạc cười nói. Cửu Minh, người chưa có được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Cùng lắm thì ta phá đi thiên sách. Chúng ta cá chết lưới rách, ngọc thạch câu phận. Ánh mắt của Ngưu Ma Vương trầm xuống, oán hận nói. Cửu Minh nghe, trong mắt lóe lên do dự, từ hồ đang cân nhắc có nên bức bách tiếp ngu ma vương hay không. Thôi, dù sao ta đã để mắt tới tiểu tử kia rồi, hắn trốn được lần này cũng không trốn được lần sau. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, giao thiền sách ra đi. Cửu Minh thở dài, bảo bọn hắn dừng tay hết đi. Ngô Ma Vương nói, Cửu Minh liếc qua hai tộc yêu ma nơi xa còn đang giao chiến, trong miệng quát lớn. Tất cả yêu ma nghe lệnh đây, dừng tay. Một tiếng này vang dội như sấm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tích lôi sơn. Tất cả yêu ma nghe nhào nhào ngừng truy sát Ngọc Hồ bộ tộc. Ngọc Hồ tộc nhân còn sót không nhiều, lúc này mới nhào nhào tụ lại một chỗ, tụ tập về phía ngương ma vương bên này. Thẩm lạc lấy đại khai bách thuật, chữa trị thương tích dưới bụng, được tiểu ngọc nâng đỡ, lại xem xét Ngọc Hồ tộc nhân chung quanh, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ bi thương. Vốn hơn mấy ngàn ngọc hồ bộ tộc, trải qua cuộc chiến này cũng chỉ còn rải rác hơn 300 người. Tất cả đều bị thương, thần sắc uể oải, nhìn thê thảm không gì sánh được. Phụ vương! Hồng Hải Nhi thấy Ngự ma vương bị trọng thương lập tức lao lên. Vạn tuế hồ vương bị thương rất nặng, cũng được tộc nhân nâng đỡ vây quanh. Ta cũng không muốn nói nhiều, các người chỉnh đốn một chút mau mong rời tích lôi sơn đi. Ngưu ma vương mở miệng nói. Hứa hẹn cùng ma tộc, không khác bảo hộ lột da. Ngọc hồ bộ tộc ta kéo dài bách thế, rốt cuộc cũng có một kiếp này. Bất quá là tử chiến thôi, có ai sợ chứ? Vạn tuế hồ vương nhíu mày rồi nói ra. Không sợ, không sợ. Đám người hồ tộc sau lưng trăm miệng một lời. Không phải là chuyện sợ hay không chỉ là uổng công mất mệnh, không có ý nghĩa gì. Người ma vương lắc đầu nói, Thừa dịp ta còn chưa có đổi ý, các ngươi những lâu la này, tranh thủ thời gian cút hết đi. Cửu Minh tùy ý cười nói, lời này vừa ra, đám ngọc hồ bộ tộc giận tím mặt, từng kẻ trợn mắt nhìn nhau. Người không phải đầu não thì không rõ, đừng làm chuyện vô vị, dẫn bọn hắn đi thôi, chiếu cố tốt cho Ngọc Nhi. Người ma vương liếc mắt nhìn chăm chăm vạn tuế hồ vương mở miệng nói. Vạn tuế hồ vương nghe, trầm mặt nửa ngày mới chầm rãi, nhẹ gật đầu. Ta không tin cửu mình giữ lời, chỉ có thể ở nơi này kéo dài chút thời gian. Nếu một khi xuất hiện biến cố, người hãy dùng đồn thuật mang Ngọc Nhi tận lực rời xa. Nếu có thể, dẫn bọn hắn còn sống đi tìm trấn nguyên đại tiên, tìm kiếm che chở. Trong đầu của thẩm lạc bỗng nhiên vang lên thanh âm của người ma vương truyền âm. Ta... ta đáp ứng người. Thẩm lạc thở dài một tiếng rồi trả lời. Gương mà vừa nghe xong, khoe mắt thoáng lộ ra một phần ý cười, lại kêu hồng hài nhi tới trước người, căng dặn. Một màn này nhìn thật sự giống như phá thác hậu sự, khiến cho lòng người chua xót. Người đã làm tốn quá nhiều thời gian, đừng có được một tấc là muốn tiếng một thước. Người mà vừa nghe vậy thì quay đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua cửu mình cổ tay chuyển một cái trong lòng bàn tay hiện ra một cuốn sách màu vàng cửu minh liếc nhìn cuốn sách này thần sắc trên mặt lập tức xảy ra biến hóa thiên sách ngay tại đây nói sẽ cho ngươi sẽ không đổi ý ngươi gấp cái gì ngưu ma vương hỏi cửu minh hừ lạnh một tiếng không nói gì tiếp đại vương ngọc nhi lưu lại cùng ngài ngọc diện công chúa theo bên cạnh ngưu ma vương bình tĩnh nói Người mang vương vuốt nhẹ tóc nàng rồi ôn nhu nói. Nàng đi cùng bọn hộ vương trước đi, ta sẽ đuổi kịp theo sau các ngươi. Mang theo nàng ta rất khó thoát thần. Đại vương bị thương nặng như vậy, mà tộc làm sao bỏ qua cho đại vương? Đại vương cần gì gạt ta? Ngọc Nhi một kiếp này có thể trong sự ngơ ngác tỉnh lại, ở cùng đại vương những ngày qua đã rất thỏa mãn rồi. Hiện tại, chỉ cầu có thể cùng đại vương đồng sinh cộng tử chết cũng không hối tiếc. Ngọc Diện công chúa nghe vậy, thần sắc không đổi, tiếp tục nói. Ngọc Di à! Vạn tuế hồ vương nghe, nhìn không được kêu lên. Người ma vương đầy mắt cưng chiều, ôm Ngọc Diện công chúa vào trong ngực, đưa tay vỗ nhẹ phần gáy của nàng. Hai mắt nàng liền tối đen ngất đi. Dẫn bọn hắn đi thôi. Người ma vương giải dụ đứng dậy, giao Ngọc Diện công chúa cho vạn tuế hồ vương vạn tuế hồ vương ôm ngang ái nữ im lặng nhẹ gật đầu sau đó lão hiệu lệnh chúng tộc nhân tự mình điều động pháp khí phi hành nhào nhào bay lên không trung thẩm lạc nhìn về phía ngưu ma vương rồi ôm quyền dắt tay tiểu ngọc bay vào không trung hồng hoài nhi cúi đầu đứng tại chỗ thật lâu rốt cuộc dưới giọng la mắng phẫn nộ của ngưu ma vương đi theo đám người phi thăng lên chờ đám người bay ra cao mấy trăm trượng Bên dưới bỗng nhiên có một tầng màn sáng sáng lên Lần nữa ba phủ tích lôi sơn Đúng là phong thiên đại trận Trước đó bị tam diện ma phá hư Lần nữa chữa trị khép kín Ta đã đúng hẹn thả bọn hắn đi Hiện tại tới phiên người biểu hiện thành ý Cựu Minh liếc nhìn bầu trời Rồi mở miệng nói Chương 889 Đều lưu hậu thủ Không vội cho bọn hắn chút thời gian đi xa đi Người ma vương nhếch miệng cười Cửu mình nghe lông mày nhíu Nhưng không nói gì thêm Sau một lúc lâu Hai mắt y ngừng tụ Rồi mở miệng nói Được rồi đừng có đùa Bây giờ giao thiên sách ra đi Người ma vương giao dự một chút Rồi vung tay đẩy thiên sách về cửu mình Thiên sách hóa thành một đạo đồn quang Bay thẳng đến cửu mình Cửu mình thấy như vậy Không lập tức đón lấy thiên sách mà vô thức tránh sang một bên, chỉ dùng một cổ pháp lực hút bộ thiên sách tàn phiến kia chậm rãi kéo đến tay mình. Trên hai tay y phóng ra pháp lực nâng lấy thiên sách, quan sát tỉ mỉ một phen, xác nhận nó chính là chính phẩm, ý cười trên mặt càng tăng lên. Tốt, rốt cuộc cũng tới tay. Cửu Minh cười vang. Bây giờ nói đi, muốn xử trí ta ra sao? Ngưu Ma Vương mở lời. Dù ngươi có chiến lực không tệ, Dân đáng tiếc ta không tin ngươi sẽ quy hàng. Đương nhiên, sẽ không ôm ý nghĩ ngây thơ thu nạp ngươi. Cho nên kết cục của ngươi là chết. Không bằng làm khôi lỗi cho ta, được chứ? Cửu Minh hỏi. Không hứng thú. So với làm cái xác không hồn, ta lại muốn tự hành bình giải hơn. Ngô Ma Vương nói. Cũng không phải là không được. Bất quá trước đó phải nói cho ngươi biết. Ở bên ngoài, ta còn lưu lại hậu thủ. Bọn hắn kỳ thật không trốn thoát được đâu. Trên mặt của cửu Minh hiện ra tươi cười chiến thắng chậm rãi nói Không sao, chỉ cần người ở đây là đủ rồi Người mà vừa nghe thần sắc như thường nói Cửu Minh nghe vậy bỗng nhiên phát giác có chút không đúng Lập tức nhìn thiên sách trong tay mình Đúng lúc này trên thiên sách bỗng nhiên đại phóng kim quang Trên đó bay ra liên tiếp minh văn màu vàng Từ hồ là từng danh tự chữ truyện văn cổ Theo những cái tên này bay ra thiên sách trong hư không bành trướng kim quang những danh tự kia trở nên càng ngày càng sáng Từng chữ hóa thành từng bóng người kim quang tất cả cầm binh đao đang giết về cửu mình thiền bình thiền tướng cửu mình thấy vậy cảm thấy ngạc nhiên một tay y khống chế thiền sách tay kia đột nhiên vùng liên tiếp thanh nâm điện quang phích lịch vang từng luồng từng luồng lôi điện màu đỏ bay ra lập tức hóa thành một mảnh lưới điện dày đặc mảnh liệt cuốn ra bốn phương tam hướng những nơi đi qua, đuôi đá băng liệt, các bụi đá bay, hết thảy đều sụp đổ. Hư ảnh kim quang dẫn thiên binh thiên tướng bị lô điện đỏ sọng này bổ trúng, cơ hồ tất cả không hợp lực bị đánh tan toàn bộ. Nhưng mà hương ảnh thiên binh bên này bị đánh tan, phía trên thiên sách bên kia lại có bóng người thoát ra, tiếp tục kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về cửu mình. Cửu mình liên tiếp đánh giết ba đợt công kích, rất nhanh, phát hiện những bóng người kim quang kia xuất hiện lại tái diễn thân ảnh. Một cái chớp mắt lúc trước bị chính mình quấy tán. Tiếp theo, một cái chớp mắt sau là rất nhanh từ trong thiên sách xông ra. Trách không được. Chủ nhân để ý vật này như vậy. Đúng là huyền diệu. Đáng tiếc, thứ này tàn khuyết không có đầy đủ. Triệu hoán ra thiên bình thiên tướng cũng không được trọn vẹn. Chiến lực thật sự yếu đến đáng thường. Y vừa nói vừa nhìn ngư ma vương. Kết quả chỉ thấy ngư ma vương khoanh chân ngồi dưới đất nơi khoe mắt chảy xuống máu tươi, toàn thân che phủ một tầng quang mang màu đỏ sậm, Xem ra thân thể trọng thương đã chống đỡ không nổi thiên sách tiêu hào quá lớn này. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tốc độ thiên binh trong thiên sách phục sinh đã trở nên chậm chạp. Lúc trước không sử dụng vật này, cũng là lo lắng tiêu hào quá kịch liệt, không cách nào chống lại ta sao. Cửu Minh cười nói, người ma vương không đáp, tay vẫn bấm pháp quyết, trong lặng lẽ phát sinh biến hóa. Đúng lúc này cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, bên trên ánh mắt vặn vện ti máu, giống như đột nhiên bị rút khô ra tất cả pháp lực. Thân hình của hắn mạnh mẽ lắc lư, kém chút thì té ngã. Chỉ thấy hắn tự ổn định thân hình, bỗng nhiên hai tay chỉ lên bên trên thiên sách. Một đạo huyết hồng quang mang chói mắt từ đó bắn ra thẳng đến thiên sách. Cảm nhận được trên thiên sách truyền ra sóng pháp lực, cửu mình không nhịn được biến sắc. Rốt cuộc y minh bạch, ngư ma vương sợ dĩ dùng những tàn hồn thiên binh này không ngừng quấy rối mình cũng không phải là đang làm chuyện vô dụng không công mà là kéo dài thời gian tranh thủ cơ hội đồng quy vô tận với mình ngư ma vương rõ ràng muốn tự bạo thiên sách trên mặt của cửu minh hiện ra phẫn nộ lập tức ném thiên sách ra những lúc này trên thiên sách lại sinh ra một cổ lực lượng vô hình một mực khóa chặt cánh tay y căn bản không thể nào vứt bỏ thấy đoàn hào quang màu vàng trong thiên sách ngày càng thịnh song mi của cửu minh quét ngang nâng lên một thủ trưởng khác đột nhiên chém xuống tay mình đường theo một đạo huyết quang bắn ra cánh tay của cửu minh bị thiên sách khóa chặt ứng thành đứt gãy rơi đến giữa không trung bị y nhấc chân đá một cái bay thẳng về ngưu ma vương ngưu ma vương thấy như vậy trong mắt lóe lên vẻ thất vọng nhưng mà không kỹ định đình chỉ tự bạo dù sao một khi kết thúc hắn sẽ không còn lực lượng khởi động tự bạo, khi đó dù muốn chết cũng không phải do mình làm chủ. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỗ sâu trên thiên khung bỗng nhiên truyền đến một tiếng anh minh rung trời. Phong thiên đại trận bao trùm vùng thiên địa này đột nhiên sụp đổ. Trên mái vòm bạo liệt ra một lỗ hổng khổng lồ. Một hình trụ màu đen tráng kiện từ chỗ thủng chui vào. Theo sát sau là một nửa chiếc cự hạm chiến thuyền lớn trăm trượng cũng xuyên qua tiến vào từng tiếng oanh minh bạo liệt không ngừng vang cả tòa phong thiên đại trận rốt cuộc triệt để sụp đổ toàn thân chiến hạm khổng lồ đen kịt mặt ngoài vảy đường vân đỏ sậm hiện lên giữa bầu trời kiểu dáng của cự hạm tương tự chiến hạm vương triều phàm tục chỉ là trên thân thuyền mơ hồ có thể thấy từng tầng từng tầng vảy giáp màu đen nhìn giống như bao lấy một tầng giáp da dị thú phía dưới lấy lên ba vòng quang ảnh đơn toàn bộ thân thuyền trong hư không màu lên đây một tiếng hét rõ to từ trên thuyền truyền xuống người mà vương nghe lập tức ngừng tự bạo ngửa đầu nhìn lên trên chỉ thấy nửa người thẩm lạc đang ló ra từ một bên mạn thuyền vẫy tay về hắn mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì người mà vương vẫn một tay chụp lê cánh tay cục của cửu minh cùng thiên sách thân mình nhảy lên một cái bay thẳng về chiến hạm trên không trung chạy đi đâu cửu minh quát thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên trong tay nắm chặt một thanh phá phách phủ đuổi sát theo nguồn ma vương cùng lúc này tất cả yêu ma trên mặt đất cũng bắt đầu nhao nhao nhảy bay về phía chiến hạm trên bầu trời chỉ là không đợi bọn chúng ra tay bốn phía mạng thuyền bỗng nhiên toát ra từng bóng người màu đen trực tiếp từ trên thân thuyền nhảy xuống tiên đón truy binh bên dưới phục sức của những người này thập phần thống nhất kiểu dáng đều là quần áo ngắn màu sắc đều đen như mực trên đầu mang theo một đỉnh mũ rộng vành bằng tre trên thân không tản mát ra nửa điểm sóng pháp lực, vừa tiếp xúc đã bước lui hơn phần nửa truy bình. Khi nhóm bóng người màu đen đầu tiên công sát xuống dưới, trên màn thuyền rất nhanh lại xuất hiện một nhóm bóng người, lần nữa nhảy xuống thân thuyền, chém giết cùng truy bình. Lúc này ngư ma vương đã bay đến thân thuyền, thấy sắp leo lên thuyền, nhưng mà cửu mình cũng đã đuổi kịp. Kết thúc tập 180 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.